Sau một ngày ban hành quy định siết việc cấp và sử dụng giấy đi đường, hôm nay thành phố Hà Nội điều chỉnh theo hướng giảm bớt giấy tờ và tăng cường xử lý trực tuyến. Như vậy, so với quy định ban hành vào ngày 8 tháng 8 thì thành phố giảm bớt các loại giấy tờ bao gồm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Sự điều chỉnh này được đánh giá là kịp thời và hiện đang nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. Vâng, và qua việc ban hành quy định lần này thì nhiều chuyên gia cũng cho rằng Hà Nội cần phải nghiên cứu và đưa ra những quy định kịp thời nhưng thực tế hơn nữa để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch nhưng không làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân. Sau văn bản rạng sáng mùng 8 tháng 8, nhiều người dân thủ đô ngỡ ngàng khi Hà Nội có quy định mới về việc ra đường cần đến 5 loại giấy tờ tùy thân. Đã có nhiều ý kiến phản hồi của người dân tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và cho rằng đây là yêu cầu thiếu thực tế, nhiêu khê và đi ngược lại với phương pháp giãn cách xã hội. Các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các trường học, các bệnh viện, các khu dân cư, chợ búa, tất cả đều có chung một chỗ. Mà cái hạ tầng giao thông của chúng ta lại chưa thật tốt, cho nên có những cái quy định như vậy, nó tạo được cái rối rắm cứ chồng chéo lên nhau, tạo ra những cái hiện tượng có thể là hết sức hài hước. Thời gian gần đây, Hà Nội thường xuyên ban hành các quy định ngay trong đêm cũng cho thấy công tác phòng chống dịch của thủ đô được hoạt động thông suốt không kể ngày đêm. Tuy nhiên, điều này cũng cần phải có sự điều chỉnh, xem xét để người dân không bị động bất ngờ khi nắm bắt thông tin. Tôi nghĩ rằng là các lãnh đạo cũng nên nghiên cứu và sắp xếp làm sao để cho người dân có một cái khoảng thời gian để họ chuẩn bị và họ thực hiện. Chứ không thể nào mà đêm khuya chúng ta ban hành thì sáng mai lại áp dụng ngay tức khắc, thì cái việc này sẽ dẫn đến cái việc mà tụ tập đông người nó trái với lại các quy định về phòng chống dịch bệnh. Việc nhanh chóng thu hồi văn bản rạng sáng mùng 8 tháng 8 thay vào đó là giữ nguyên quy định cũ khi người dân ra đường chỉ cần mang theo hai loại giấy tờ là giấy đi đường do cơ quan cấp và chứng minh thư nhân dân được cho là động thái kịp thời và cần thiết của Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Có ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều phương pháp vừa đảm bảo giãn cách, vừa quản lý tốt việc đi lại của người dân mà không cần ban hành thêm các văn bản giấy phép mới. Trong cái quá trình mà chờ có vaccine để tiêm để miễn dịch cộng đồng ấy, thì nên khoanh vùng dập dịch một cách gọn nhất để ít ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nhất. Những cái vùng mà không có dịch thì nên để cho hoạt động cuộc sống người dân một cách bình thường thôi. Còn về các cái văn bản, cái chuyện đi lại của các hoạt động bình thường của các doanh nghiệp và cuộc sống người dân cách bình thường thì khi mà đã đóng cửa tất cả những cái hàng quán, rồi đóng cửa tất cả các cái cửa hàng mua bán, ăn chơi, rồi là ăn uống, nhậu nhạt này khác thì không còn cái lý do gì để người dân có thể tự nhiên đi ra đường làm gì nữa. Cái việc chống dịch như thời gian vừa qua của Hà Nội là cơ bản là tốt rồi, cũng không cần thiết phải gây khó dễ thêm nữa để ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Không phủ nhận những nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống dịch, nhưng trong quá trình thực hiện, để đạt được kết quả tốt thì chính quyền cũng cần lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân. Bên cạnh việc tăng cường quản lý thì quan trọng nhất trong công tác phòng chống dịch vẫn là sự đồng lòng ủng hộ và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Sau 2 năm triển khai, chủ đầu tư Danco Group đã thi công thần tốc dự án Danco City. Đây là dự án mang phong cách châu Âu, tạo nên sự đột phá và thay đổi diện mạo khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bất chấp những ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian qua. Hiện nay, hệ thống hạ tầng giao thông, cảnh quan, tiện ích của dự án đã cơ bản được đầu tư hoàn thiện. Các tuyến đường giao thông lớn nhỏ đang được trải nhựa để đảm bảo việc di chuyển trong và ngoài dự án. Đặc biệt, đại lộ Tram Elysis rộng 30m. Trục đường huyết mạch của dự án đã được chủ đầu tư và các nhà thầu, kỹ sư xây dựng tập trung mọi nguồn lực để thi công, giải thảm nhựa hoàn thiện những đoạn đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, đại lộ này cũng chính thức được thông đường, kết nối trục Bắc Nam của dự án, chạy dài xuyên suốt từ cổng chào Sly đến tháp biểu tượng Victory và các phân khu gắn kết mọi hoạt động của cư dân khu đô thị. Với việc thông trục đường 30m sẽ khiến cho việc di chuyển trong toàn khu dự án vô cùng thuận lợi. Trên chính trục đường này còn hứa hẹn là nơi diễn ra nhiều. Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng 60 năm, ngày 10 tháng 8 năm 1961, quân đội Mỹ đã phun rải chất kịch độc được ngụy trang bằng tên gọi chất diệt cỏ khai quang xuống miền Nam Việt Nam, mở đầu cuộc chiến tranh hóa học dài ngày nhất và có quy mô lớn nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Chiến tranh đã lùi xa hơn 4 thập kỷ,
Thế nhưng những thảm họa da cam, nỗi đau da cam vẫn đang hiện hữu trong rất nhiều gia đình trên mọi miền đất nước cho đến ngày hôm nay. Nỗi đau dai dẳng đó khiến mỗi người Việt Nam mỗi khi nhớ đến đều không khỏi xót xa, bàng hoàng. Suốt 10 năm liền, từ năm 1961 đến năm 1971, khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất da cam, chứa 366 kg dioxin, chất độc nhất trong các loại chất độc mà con người biết đến, đã được phun rải xuống gần 1/4 diện tích miền Nam Việt Nam, làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam. Trở về từ chiến trường, với ông Phạm Văn Tuấn, nỗi đau da cam vẫn luôn hiện hữu suốt phần đời còn lại, cùng với đó là nỗi day dứt đối với người con của ông. Tôi nghĩ chiến tranh kết thúc rồi tôi về làm kinh tế, nhưng mà không ngờ đến cuối đời lại ngày nào cũng phải khổ, đêm nào cũng phải khổ. Hy sinh trong chiến trường, một mình chết không để lại hậu quả gì cả. Nhưng bây giờ tôi về để lại hậu quả, rất khổ với con cái. Mình lại trở về gây tội cho con. Tôi mà còn sống thì nó không sao. Đêm nghĩ là có khi mình mất trước con, thì cái thế hệ con ở lại nhà ấy rất khổ. Cũng giống như ông Tuấn, hơn 20 năm nay, chưa đêm nào, vợ chồng bà Nguyễn Thị May ở thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được yên giấc. Nỗi đau da cam vẫn đang hiện hữu trên thân thể của hai cô con gái ngoài 20 tuổi. Không những là khổ mà còn rất khổ. Bởi vì gia đình mà hơi đứa con đây thì ràng lại khổ gớm lắm. Ngà đa ớm rồi túi nữa, thức đêm. Có đêm là đa là tôi phải thức té một đêm. Hiện nay chúng ta đã có ba cái thế hệ. Cái thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba là con người Việt Nam đã phơi nhiễm chất độc da cam. Và cái nỗi đau da cam đối với con người nó dây dứt và nó để lại một cái hậu quả hết sức nghiêm trọng xã hội và hết sức là đau khổ. Hàng trăm nghìn người đã và đang đau đớn tột cùng bởi bệnh tật do di chứng da cam. Kể từ năm 2004, ngày 10 tháng 8 hàng năm đã trở thành ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Năm 2009, Hội đồng Hòa bình Thế giới ra nghị quyết lấy ngày 10 tháng 8 hàng năm là ngày quốc tế đoàn kết với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam để phần nào đó xoa dịu nỗi đau da cam. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình đi tìm công lý vẫn không ngừng nghỉ. Chúng tôi muốn nhắc đến một nạn nhân chất độc da cam, cũng là một người phụ nữ mang hai quốc tịch Pháp, Việt, với 79 tuổi đời. Bà đã dành hơn 10 năm kiên trì theo đuổi một vụ kiện đòi công lý, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam khác ở Việt Nam. Chúng tôi đang muốn nói đến câu chuyện của bà Trần Tố Nga với vụ kiện lịch sử các công ty hóa chất Mỹ đã thu hút sự ủng hộ của hàng chục triệu người dân trên toàn thế giới và sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Tháng 5 năm 2009, bà Trần Tố Nga quyết định đứng ra kiện các công ty hóa chất Mỹ từng sản xuất chất hóa học sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Ngày 25 tháng 1 năm 2021, phiên tranh tụng giữa các luật sư đại diện cho bà Trần Tố Nga và các luật sư của 14 công ty hóa chất Mỹ đã diễn ra tại Pháp. Rất đông những người ủng hộ bà Trần Tố Nga đã có mặt tại phòng xét xử. Các lập luận từ luật sư của bà Trần Tố Nga rất mạnh mẽ, chính xác, cụ thể và có nhiều thông tin. Trong khi đó, luật sư của hai tập đoàn đa quốc gia Mỹ là Heckwin và Monsanto đưa ra các lập luận để bác bỏ thẩm quyền của tòa án. Một số lập luận có thể đưa ra đối đáp, nhưng một số khác lại với ý đồ rất xấu. Trong cuộc chiến này, bà Nga nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Pháp. Đại diện nhiều đảng chính trị, lãnh đạo các địa phương đã tham gia vào cuộc tuần hành rầm rộ, ủng hộ cho vụ kiện của bà Trần Tố Nga. Tôi hy vọng là ngày hôm nay sẽ là cái khởi đầu cho cái sự ủng hộ càng ngày càng nhiều để cái đòi hỏi đó. Thiệt ra nói là đòi hỏi công lý cho Trần Tố Nga, nhưng đó là đòi hỏi công lý cho nạn nhân da cam. Và nạn nhân da cam không chỉ ở Việt Nam, mà chỉ cả trên thế giới. Ngày 10 tháng 5 năm 2021 vừa qua, Tòa đại hình Evry ở Pháp đã bác bỏ vụ kiện lịch sử của bà Trần Tố Nga với 14 công ty hóa chất đã cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Theo AFP, tòa Evry cho biết họ không có thẩm quyền xét xử một vụ án liên quan đến các hành động trong thời chiến của chính phủ Mỹ.
các công ty bị kiện đã hành động do yêu cầu của chính phủ Mỹ, một pháp nhân có chủ quyền. Nếu tòa cho rằng lập luận của các công ty Mỹ là đúng, thì các luật sư của Trần Tố Nga sẽ kháng cáo. Như vậy sẽ có một phiên tòa mới. Tôi tin rằng vụ việc này còn tiếp tục trong nhiều năm nữa. Hỏi vì sao mà tôi vẫn cứ tiếp tục kiên trì trong cái cuộc đấu tranh này là vì tôi nghĩ đến những cái nỗi đau đó. Nỗi đau của người cha, người mẹ khi mà nghĩ rằng khi mình chết rồi ai lo cho con mình đây. Rồi nỗi đau của những cái người mà bị khuyết tật như thế. Có một cái điều hay đó là bắt đầu là các báo, các đài của tất cả các nước phương Tây, các nước Mỹ, Anh, Pháp, tất cả đều lên tiếng. Trần Tố Nga không đơn độc và nạn nhân da cam không đơn độc nữa rồi. Vụ kiện của bà Nga được báo chí Pháp coi là vụ kiện lịch sử bởi nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những nạn nhân không chỉ của chất độc da cam mà còn đối với các nạn nhân của các cuộc chiến tranh hóa học, và hành trình đòi công lý cho các nạn nhân da cam của bà Trần Tố Nga sẽ vẫn còn tiếp tục. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức thời sự trong nước cập nhật ngày hôm nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Và trong mỗi phút nữa chúng tôi sẽ quay trở lại với chuyện trong ngày.